Rồi các bạn mở ra trang này ha. Hôm qua mình sửa tới câu số 63 rồi đúng không? Hôm nay mình sửa tiếp ha. 65 các bạn đã yêu cầu câu khác nữa không? Các bạn đã yêu cầu sửa câu khác, câu nào khác nữa không? Thôi anh sửa 65 trước đi ha, xong rồi các bạn nào yêu cầu sửa câu nào khác thì anh sẽ sửa thêm trong cái phần lý thuyết này, xong rồi qua bài tập. Rồi, câu 65. STX đơn chức tác dụng với nào H đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H5O2Na. ST mà tác dụng với nào H thu được một cái muối như thế này. Vậy muối này chắc chắn phải là một cái muối RCOONa nào đó. Đúng không bạn? Vậy là R nó phải là như thế này ha. RCOONa đúng không? Mà ở đây là C1C rồi, mà đây là C3, vậy là còn lại C2. CH mấy? CH5. Được chưa? Vậy đây chính là gì? Đây chính là natri propionate. Đúng không nè? Oxy hóa Y1 bằng CO nung nóng thu được anđehit Y2. Vậy ancol mà oxy hóa bằng CO thu được anđehit, vậy thì ancol này phải là ancol bậc 1. Bởi vì các bạn lưu ý rằng là chúng ta có những cái phản ứng oxy hóa ancol như sau. Ancol bậc 1. Bậc 1 khi mà mình oxy hóa bằng CO các bạn sẽ thu được anđehit. Ancol bậc 2 oxy hóa bằng CO chúng ta sẽ thu được ceton. Còn bậc 3 thì không phản ứng. Được chưa? Đó các bạn có những cái phản ứng oxy hóa ancol như thế này. Vậy trong trường hợp này đề bài nói là oxy hóa Y1 bằng CO thu được anđehit, vậy chắc chắn Y1 phải là ancol bậc 1. Ancol bậc 1 là sao? OH có đầu mặt. Được chưa? Nhớ ha, anh cô bậc 1 là OH đầu mạch, anh cô bậc 2 là dày nè. Đây là carbon bậc 1 ha, đây là carbon bậc 3. Đây là bậc 2, đây là bậc 1. Bậc bậc 2 là tại vì sao? Bởi vì nó liên kết trực tiếp với hai carbon khác. Còn này bậc 3 là tại vì sao? Nó liên kết với ba carbon khác, nó gọi là bậc 3 ha. Vậy anh cô bậc 2 thì cái nhóm OH nó phải gắn vào carbon bậc 2. Được chưa? Còn còn ăn có bậc 1 thì OH phải gắn vào carbon bậc 1, mà carbon bậc 1 nó phải là carbon đứng đầu mặt. Nên anh mới này nói là ăn có bậc 1 thì có OH đầu mặt là như vậy. Được chưa? Rồi. Y2 tác dụng AgNO3 NH3 dư đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y2. Trời ơi, bây giờ một cái anđehit đúng không? Mà este là đơn chức nữa cho nên ancol phải ancol đơn. Ancol đơn thì thu được anđehit đơn. Đúng không? Tức là RCHO. RCHO mà thu được số mol Ag gấp 4 lần. Gấp 4 lần cái số mol của anđehit, vậy chắc chắn thằng này phải là gì? HCHO, không nói nhiều. Chỉ có HCHO mới thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol của anđehit thôi. Tại vì đó là cái anđehit duy nhất, anđehit đơn chức duy nhất có cái đặc điểm đó ha. Còn những cái anđehit khác cứ một nhóm CHO thì ra 2Ag. Hai nhóm CHO ra 4Ag. Nhưng mà đây có một CHO thôi mà ra 4Ag. Thì đây là cái đặc biệt của thằng HCO này. Hay vậy anh nhìn thấy số 4 lần này là biết chắc chắn là HCO. Và đây là anđehit HCO, vậy chắc chắn cái ancol này nó phải có 1C. Tại anđehit 1C này. Anđehit 1C thì ancol phải 1C, hay ancol 1C là cái gì? CH3OH vậy. Vậy thì suy ra este của mình là methyl propionate. Được chưa? Rồi xong câu 65. Rồi. Sao nữa các bạn? Câu nào nữa nè. Trong cái phần mà lý thuyết á thì các bạn còn cần sửa câu nào nữa không? Nào 77 câu cuối anh 27 hả? 77 anh câu cuối 77 rồi. Ủa, câu cuối là 76 mà. À 76 76 76 76 đúng không? Rồi, mấy cái câu này nó khó tại vì nó cần các bạn phải 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 biết bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ đâu là bó tay á.
ha, mấy câu này nó thuộc vào những câu nâng cao rồi ha. Mấy bạn đợi xíu, bạn đợi xíu ha. Rồi, tiếp nè. Công thức phân tử là C6H8O4. Như vậy mình nhìn vô công thức này, bước đầu tiên em làm là gì Phúc? Dạ, em tính phân tử khối hả? Gì? Không. Tính phân tử khối đâu có viết được đồng phân em. Thế làm gì anh? Anh hỏi ngược lại em á, làm gì? Gặp một cái phân tử mà nó gớm như vậy nè, các bạn nào có ý kiến không? Tính ca nè, tính ca. Ừ, tính ca, đúng rồi. Dạ 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 dạ. Đúng không? Tính ca, các bạn mà nhìn vô cái phân tử mà nó gớm như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ tính ca ha. Ca thì bằng gì? 2C cộng 2 trừ H tất cả chia 2 đến ca ra bao nhiêu? Ca này nhẩm bằng 3 đúng không? 1 2 3. Đúng rồi, ca bằng 3 ha các bạn. Ca thì bằng PCC cộng số nhóm COO. Được chưa? Mà lớp 12 mình học thường là este, cho nên COO này là 2 thành COO. Tức là cái này là cái đầu tiên chúng ta nghĩ tới nha. Nhưng mà mấy câu nâng cao nhiều khi người ta chơi ác lắm, người ta chơi là cũng là O4 đó, nhưng mà nó có vừa có OH rồi vừa có COH rồi vừa có este vân vân, nói chung là nó có thể tùm lum thứ hết, nhưng mà đây là cái đầu tiên mình nghĩ tới. Ha, vậy đầu tiên anh nghĩ tới coi chừng thằng X này là một este 2 chức. Tại nó O4. Được không bạn? Nếu nó là este 2 chức thì chỗ này PCC sẽ bằng 1. Ok ha. Rồi, bây giờ mình nhìn nè. Ở đây cái thằng X này tác dụng NaOH. Thấy không? Tác dụng với NaOH thu được Y, Z và T. Mà một chất mà tác dụng NaOH à, vậy este là có khả năng rồi đó. Hoặc đôi khi là axit thì sao? Nhưng mà có thể là este ha. Tức là mình đang đi cái hướng là liệu este có được hay không, thì mình thấy là tác dụng được NaOH rồi đó. Như vậy có thể là este là ok. Rồi, mà cái este này nếu mà tác dụng NaOH ra được tới 3 sản phẩm, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có thu được một cái ancol và hai cái muối khác nhau, hoặc một muối mà hai ancol khác nhau. Đúng không? Thì mới thu được 3 sản phẩm. Hiểu không bạn? Thì mình đọc tiếp ha. Cái số 2 này rất quan trọng. Người ta Y tác dụng H2SO4 loãng ra được E và H và Na2SO4, đây là phản ứng gì vậy? Bạn nhìn vô nó giống giống phản ứng gì? Phản ứng trao đổi. Phản ứng trao đổi, hay nói cách khác đó là gì? Phản ứng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối, đúng không? Đúng không? Rõ ràng là đây là một axit mạnh, các bạn thấy đây là một cái muối natri, muối Na2SO4, vậy chắc chắn thằng Y này nó là một cái muối, nó là muối natri. Vậy thằng này là muối. Được chưa? Thằng này là, đây là muối natri, vậy E này là gì? E này là axit tương ứng với thằng Y. Được chưa? E này chính là axit tương ứng với Y. Rồi, tiếp tục ha. Mình lại thấy phương trình số 3 giống như thế. Thấy không? Lại thấy phương trình số 3 giống như thế. Thì có nghĩa là hàng Z này là muối natri. Còn hàng F này là axit tương ứng. Vậy chúng ta sẽ có hai axit là gì? Là hàng E là một axit, hàng F là một axit. Rồi tiếp tục. Hàng F này khi mà tác dụng H2SO4 đạt 170 độ ra được Y cộng nước. Rồi, giờ người ta nói nè, biết E, T đều có phản ứng tráng gương. Nếu mà E với T đều có phản ứng tráng gương mà E là một axit, thì chúng ta có thể nghĩ tới E này là gì các bạn? Axit gì? E này là axit đúng không? Mà E lại có phản ứng tráng gương, nghĩ tới axit gì các bạn? Đúng rồi, HCOH. Nãy giờ anh không có biết đáp án là gì hết nha, anh đang mò đó. Hiểu không? Cũng đang mò những các bạn thôi, tại anh đâu có chuẩn bị con này đâu. Nên là đây là những cái mà anh suy nghĩ sao anh nói các bạn. Theo cái hướng tư duy như vậy ha. Vậy nãy giờ mình thấy là E là một axit mà E có phản ứng tráng gương, vậy có thể nó là HCOH. Được chưa? Còn thằng T là gì đây? Thằng T là cái này nè. Cái này là muối, Y là muối, Z là muối, có thằng T. Vậy nếu lẽ ra mình nghĩ nó là một cái este để dụng NaOH ra muối với lại ancol, đúng không các bạn? Và bây giờ người ta nói lại T, cái thằng T này là có tráng gương. Vậy suy ra gì?
Aldehyde. Aldehyde. Thằng T này phải là aldehyde. Tại nếu là ancol thì làm gì có trắng đuôi, đúng không? Vậy thằng T này nó sẽ là aldehyde. Mà muốn nó là aldehyde thì sao? Nó cái ester của mình nó phải có cái dạng là COO C nối đôi C như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp ha. Bây giờ còn một phương trình cuối cùng nó khá là phức tạp. Y là axit có công thức C3H4O2. Viết liền giùm anh công thức này. Axit mà có một mà công thức phân tử như vậy thì chắc chắn có một loại thôi. Bạn nào đọc giùm anh công thức cấu tạo của nó đi. C2H3COH. C2H3CH3 là gốc gì? Gốc vinyl. Gốc vinyl. Vậy em có thể viết là CH2 nối đôi CH COH. Đây là axit gì? Axit acrylic. Axit acrylic, chính xác. Rồi mấy cái này là bắt đầu học nâng cao là các bạn phải thuộc ha. Tại vì trong phần cơ bản thì những cái axit này chúng ta ít gặp, nhưng nâng cao á tùm lum hết á, nên là chúng ta phải nhớ ha. Rồi, đây là axit acrylic. Được chưa? Rồi bây giờ cái thằng F này là cái gì đó mà tác dụng với H2 xuống đặt 170 độ. H2 xuống đặt 170 độ, các bạn nghĩ liền tới phản ứng gì? Phản ứng tách nước. Phản ứng tách nước tạo. Tạo gì? Tạo anken. Tạo anken, tạo nối đôi. Đúng không? Đây là phản ứng tách nước tạo nối đôi rõ ràng. Chúng ta thấy rằng nó có nước sinh ra. Đúng không các bạn? Nó có nước sinh ra và Y là chất này. Vậy thì trước đây cái thằng F nó phải là một chất có nhóm OH. Được chưa? Nó phải có nhóm OH ha. Vậy nhóm OH có thể nằm ở đây hoặc nằm ở đây. Thì tách nước nó mới tạo ra cái nối đôi. Đúng không? Anh đang nghĩ rằng OH nằm ở đây. Tại vì anh nhìn vô các đáp án không có mạch nhánh. Tại vì nếu như OH mà nằm ở đây này các bạn, thì trong các đáp án của các bạn phải có cái mạch nhánh. Tại rõ ràng là nếu OH nằm đây thì cái gốc ester của nó cũng phải nối như thế này. Vậy nó cái thằng C này là cái nhánh, đúng không? Nhưng mình nhìn vô đáp án thì không có thằng nào có nhánh hết. Vậy thì OH phải nằm đây. Vậy đó là thằng F1. Được chưa? Đó là thằng F1. Vậy thì chúng ta sẽ có thằng E. Thằng E là HCOH. Thằng F là này CH2 CH2 COH, cái này có nhóm OH. Được chưa? Rồi, thằng T là một aldehyde. Aldehyde là mấy C? Nhìn qua đây lại. X ra được Y, Z và T. T mấy C? Thằng X mấy C đã? X này mấy C các bạn? X này mấy C? 6C. Đúng không? Thằng X 6C. Vậy suy rằng T mấy C? Thằng X là 6C. Đúng rồi. Tại vì X nó là cái ester. Tổng số nguyên tử carbon trong ester nó phải bằng tổng số nguyên tử carbon trong các sản phẩm cộng lại. Nó là sản phẩm các bạn có E, có F và có T. Vậy E là 1C, F là 3C. Vậy hiện T phải là 2C. Và 2C đó là gì? CH3, CHO. Được chưa? CH3, CHO. Rồi cái ester nào mà nó góp như thế này thì các bạn lưu ý rằng nếu như sản phẩm của bạn mà có một cái axit mà có nhóm OH, người ta gọi đây là một cái hydroxy ha, một cái hydroxy axit, thì nếu như mà chúng ta gặp một cái loại, một cái sản phẩm mà vừa có COH vừa có OH như thế này, ester của bạn rơi vào trường hợp như sau. Các bạn thấy là cái đây một ester hai chức đúng không? Thì anh hệ thống là ha, ester hai chức có hai dạng cơ bản mà các bạn bắt buộc phải biết khi học cơ bản. Mình học nâng cao rồi nên cái đó phải biết ha. Nó là gì? Nó được cấu tạo từ ancol hai chức và hai thằng gốc, hai gốc axit đơn. Cái thứ hai được cấu tạo từ axit hai chức và hai gốc ancol đơn. Được chưa? Cái thứ ba là mạch vòng. Anh vẽ nó ra luôn nha chứ mà ghi nó mệt lắm. Đây, mạch vòng như thế này. Tức là một cái axit hai chức với một cái ancol hai chức nó nối lại với nhau, đóng cái vòng lại. À, thì cái này ít gặp. Ít gặp. Được chưa? Cái này ít gặp. Ok, ít gặp anh đưa xuống cái số 4 đi. Nhưng là cái ít gặp mà.
Rồi, đưa xuống dưới cục. Ha. Còn một loại nữa, cái loại này rất thường hay gặp trong phần nâng cao, là dạng xe lửa nối đuôi R1COO, R2COO, R3. Đây là cái dạng xe lửa nối đuôi rất thường hay gặp trong phần nâng cao. Nha. Ở như vậy thì học nâng cao phải học thêm mấy cái dưới nữa. Được chưa? Đây là phần cơ bản bắt buộc phải biết, không biết là không được. Đúng không? Ở phần nâng cao đây. Ha. Nhưng mà cái ở dưới thì ít lắm, chủ yếu là cái phần tô màu vàng gặp rất là nhiều trong phần nâng cao. Vậy nếu như mà cái này mà các bạn đem thủy phân thì ra gì? Chỗ này cắt ra đúng không? Chỗ này cắt ra. Vậy cắt ra thứ nhất ra R1COONA. Tiếp tục. R2 này, hồi nãy cắt ra mình phải gắn cái thằng OH vô chỗ R2. Ở đây là COONA. Đúng không? Cộng gì nữa? R3OH. Được chưa? Tại mình cắt ra nè. Chỗ này thì gắn natri vô, R2 này mình mới bị cắt ra cho nên phải gắn OH vô. Ha, này COO gắn chữ Na vào, tương tự với R3. Vậy các bạn thấy rằng là sản phẩm của cái nối đuôi này nó có cái chất ở giữa nè. Thấy không? Nó có quỹ này. Nó vừa có COOH và vừa có OH. Vậy hãy ở đây mà các bạn thấy thằng F nó như thế này thì chắc chắn là cái STA2 trước của mình rơi vào trường hợp này. Ha. Rồi, bây giờ mình lựa. Mình lựa thôi. Ha. Không, bây giờ các bạn hơi ghép lại luôn á. Hơi ghép lại luôn ha. Cái thằng F nó phải nằm ở giữa. Hiểu không? Cái gốc F nó phải nằm ở giữa là như thế này. Ha. Rồi, tiếp tục cái thằng E nằm đây. Còn lại CH2, CH2 ở đây. Được không? Tức là mình phải ghép nó lại. Ha các bạn. Thằng E này là cái axit thôi cho nên nó phải là R1. Được không nè? Cái thằng F nó vừa có OH vừa có gốc COH nên phải là R2. Được chưa? Còn thằng T là còn R3. Nhưng mà tiếc là thằng T này nó có nó đôi cho nên là nó sinh ra aldehyde. Được không các bạn? Rồi như vậy chọn câu D và đáp án đúng rồi ha. Đó, thì đó là cái suy luận nãy giờ anh không chuẩn bị gì hết mà anh nhìn vô đề đọc tới đâu các bạn bắt tới đó. Thì đó là cách làm bài luôn. Được không nè? Đọc tới đâu bắt đầu mình mới dựa những dữ kiện mình nghĩ tới. Thường mấy bài nâng cao mà mấy bài này nè các bạn phải đoán. Các bạn phải dự đoán. Nãy giờ anh đoán mò không đâu làm gì đâu. Đúng không? Thực sự là đoán. Ha, nên bắt đầu mình mới dựa những cái dữ kiện, ví dụ anh thấy hắn cũng đặt 170 độ là nghĩ liền tới phương tách nước tạo nối đôi. Đó, ví dụ như là đây là một axit mà có trái gương phải nghĩ liền tới HCOH. Đúng không? Rồi công thức phân tử C3H4O2 phải nghĩ liền tới acrylic. Đó là cái sự nhảy các bạn làm bài tập nhiều các bạn mới quen. Mình tới xuống em tiếp bài chứ anh. Anh ơi, nói lại cái T tại sao 2C anh? Tổng số nguyên tử carbon trong este nó phải bằng tổng số nguyên tử carbon có trong các sản phẩm. Thì trong cái este của em là có 6C đúng không? Đây, este của em 6C mà thằng este X này sau khi thủy phân nó ra gì? Ra Y, Z và T. Vậy chắc chắn tổng số nguyên tử carbon trong Y, Z với T nó phải bằng 6. Hiểu không? Nó phải bằng 6 cho nên là nó mới cộng lại. Đây nè, rõ ràng cái sản phẩm khi sau khi mình ra cái T thì đây nè các bạn thấy 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Thấy chưa? Vậy nếu mình cắt nó ra thì ra được ba mảnh đúng không? Thì tổng số nguyên tử carbon của ba mảnh này nó phải bằng 6. Được chưa? Thì đây là một cái ý mà trong phần cơ bản chúng ta đã gặp rồi, nhưng bắt đầu phần nâng cao nó sẽ ứng dụng rất là nặng nề để mà các bạn phải làm bài nó mới làm bài được. À, Vinh lạ rồi, em chưa thấy vậy.
Rồi, được câu này với các bạn. Này phải ngẫm ha. Này phải ngẫm và cái mớ bài tập từ câu số 70 trở đi á đều giống vậy hết. Đều giống vậy hết. Và cái mớ mà từ 66 cho tới 69 là cái dạng mà ST nó có vòng benzene. Đó thì nó cũng là một cái phần phức tạp mà hiện tại các bạn chưa kêu sửa nên anh cũng chưa sửa được. Và các bạn chưa kêu là bạn chưa làm, rồi anh sửa là mình không có tư duy được, hiểu không? Nhưng các bạn phải làm, lúc mà anh sửa các bạn mới so sánh là à, lúc đó mình chưa có làm ra được bởi vì mình quên chỗ này, hoặc là mình thiếu cái, mình quên cái kiến thức chỗ kia, mình không nhận ra kiến thức chỗ nào. Chứ còn không, nếu mà các bạn chỉ coi anh giải thôi thì nhiều khi các bạn thấy ủa cũng dễ mà, nhưng tới lúc đặt bút vô không biết làm. Thực sự mấy bài nâng cao là phải như vậy. Rồi mấy bạn khác sao nè, được chưa? Rồi anh qua phần bài tập ha. Đó, anh ghé xuống xíu, anh coi lại xíu anh. À, rồi anh. Ủa, cái R3 anh, là mình lựa một R3OH hay là R3CHO hả? R3OH chứ, tại vì cái R3 nó nối với oxy mà, thì phải, khi mà thủy phân ra phải gắn OH chứ. Ủa, trong cái bài này là nó là anh đi hết mà. À, thì ví dụ thôi, muốn ra cái gì là do nó á. Hiểu không? Cái rồi, này rồi, là rồi. Giả sử như là ăn con đi rồi hiểu rồi. Qua đi anh. Rồi được. Được ha. Ở mấy bạn khác xong chưa? Khác được chưa? Anh qua anh sửa mấy câu bài tập ha. Đó toàn mấy câu này anh để trong cuốn cơ bản mà, các bạn thấy nó cũng rất là nhiều vấn đề trong này. Còn cuốn nâng cao nó kinh khủng lắm. Thật sự á. Hôm bữa nói câu nào ta? 38 đúng không? Bữa cơ sở 38 phải không? Ủa 38 anh sửa rồi mà. Chưa rồi. Chưa à? Ờ. Thì sửa nha. Mình sửa 38 không? Không nghỉ. Rồi 38 nè. Cho 0,15 mol STX mạch hở vào dung dịch này đun nóng để sản phẩm thủy phân hoàn toàn, thu được 165 gam dung dịch. Các bạn thấy là ban đầu có 150, lúc sau có 165. Đúng không? Tại sao khối lượng dung dịch tăng lên? Điều gì đã làm cho khối lượng dung dịch tăng lên? Cái khối lượng NaE thế phải. Không phải khối lượng Na với nước. Khối lượng dung dịch delta M dung dịch bằng gì? Mình nói chung luôn. Delta M dung dịch tức là cái sự thay đổi khối lượng dung dịch trừ M. Đúng rồi, nó sẽ bằng cộng cái thêm vào, cái gì mình cho vào dung dịch thì mình cộng, trừ đi cái mất đi, cái gì tách ra khỏi dung dịch thì chúng ta trừ đi. Được chưa? Rồi đó. Rồi như vậy thì tại sao khối lượng dung dịch lại tăng lên? Tăng lên bao nhiêu? 15 gram. Cái 15 gram đó là gì? Là mờ gì em? Em nghĩ là cho là cái mờ thêm vào lớp em mờ mất. Đâu thêm vào trừ mờ mất, đúng rồi. Cái gì thêm vô? Dạ. Đó. Đó. Cái 150 gram dung dịch nào H là dung dịch ban đầu đã là dung dịch nào H rồi. Cho gì thêm vào? Mình cho cái gì? Đúng đó. Rồi, mình cho este vào, đúng không các bạn? Cái gì mất đi? Cái này 15 gram ha. Cái delta M, các bạn nhớ cái delta M á, nó có thể tăng hoặc giảm. Nếu là tăng chúng ta thế vào đây dấu cộng. Nếu là giảm thế vào đây dấu trừ. Hiểu không? Tức là mình chỉ học đúng một công thức thôi. Delta M dung dịch bằng cộng cái thêm trừ cái mất. Và nếu là tăng mình thêm dấu, mình đưa vào đây là dấu cộng, là một số dương. Nếu là mất thì chúng ta đưa vào dấu trừ, là số âm. Rồi, như vậy nó sẽ bằng khối lượng este trừ đi mà mất. Mà mất là mờ gì? Cái gì mất đi khỏi dung dịch. Phản ứng này là phản ứng giữa một cái este tác dụng với lại NaOH ra gì? Ra muối với lại ancol đúng không? Cái gì mất đi khỏi dung dịch?
Anh con hả anh? Anh con tay trong nước mà em. Nào hát hả? Đâu, nào hát thì nó phản ứng thôi, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong dung dịch mà. Cái gì mất đi khỏi dung dịch thì cái mất này nè, các bạn lưu ý cái mất này nó sẽ bao gồm hai chuyện ha. Một là khí, hai là cái tủa. Hiểu chưa? Cái mất này nè, một là khí, hai là cái tủa. Rồi, vậy cái gì mất khỏi dung dịch phản ứng này? Nhìn vô thấy liền cái... Ừ đúng rồi, đâu có cái gì mất đâu. Tại nó cái mờ mất này nó phải là khí bay lên hoặc là cái tủa. Hiểu không các bạn? Muối này là muối tan, ancol cũng tan trong nước. Mày đâu có cái nào mà nó tạo cái tủa đâu, đúng không? Là cũng đâu có khí nào đâu. Cho nên ở đây không có mờ mất gì hết ha. Hay nói cách khác 15 gram này chính là khối lượng este. Được chưa? 15 gram này chính là khối lượng este. Như vậy ở đây các bạn có khối lượng este mà các bạn có số mol este luôn. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ ra được mờ lớn của este bằng 100. Được chưa? Đó, m lớn của este bằng 100. Mà 100 suy ra công thức gì? C5H8O2. Làm sao để suy ra được? Bữa anh chỉ rồi đúng không? 100 này các bạn trừ đi 32, tại đây là một este. Một este đơn chức ha. Làm sao mình biết đơn chức? Cái este mà hai chức á, chắc chắn m lớn nó phải trên 100. Nhớ nha, este hai chức chắc chắn m lớn phải trên 100. Vậy m lớn mà từ 100 trở xuống không thể nào là este hai chức được, nó phải là este đơn. Các bạn lấy 100 bạn trừ đi 32, 32 là hai thằng oxy. Được không? Chỗ này mình sẽ ra được là 68. Đúng không nè? Lấy 68 mình chia cho 12, các bạn sẽ được 5 dư 8, như vậy mình sẽ có công thức là C5H8O2. Được chưa? Chúng ta sẽ có công thức đó. Ok ha. Rồi, tiếp tục. Mình có công thức este rồi. Bây giờ mình có gì nữa? À, số mol của NaOH là nhiêu rồi? Không biết 3 à? Đúng không? Mol NaOH là không biết 3. Đúng chưa? Rồi các bạn thấy là gì? Đây là một cái este đơn. Tại sao suy được este đơn nó lại ha? Bởi vì m lớn của nó là 100. Mấy thằng este mà hai chức m lớn toàn lớn hơn 100 mà. Được chưa? M lớn 100 thì chắc chắn công thức không phải là C5H8O2 ha. Đây là một este đơn. Được chưa? Rồi este đơn tác dụng với lại NaOH thì tỷ lệ mol 1, có gì đâu. Đây không phải 15 nè, đây không phải 15 nè. Vậy dư bao nhiêu? Dư 0,15. Được chưa? Vậy thì mình sẽ thu được cái ancol ở đây. Này nâng cao nên anh nói hơi nhanh ha. Rồi với lại 22,2 gam chất rắn. Đã nói chữ chất rắn thì phải bao gồm mấy chất? Hai chất. Thứ nhất là sản phẩm, thứ hai là chất dư. Đúng không? Ở đây có chất dư là NaOH dư. Dư bao nhiêu? 0,15 mol. Và sản phẩm là gì? Một cái muối RCONA. Các bạn sẽ tìm được gốc R. Rồi tìm liền giùm anh coi gốc R là gốc gì. Tìm lẹ nè. Mấy cái phép tính này là phải vèo vèo rồi đó, phải nhuần nhuyễn rồi đó. Xong nâng cao là phải tăng tốc cái này lên. Rồi tính lên giùm anh coi gốc R là gốc gì. Ủa? Tính lẹ coi. R là gì? C3H5 á anh. C3H5. Là em tính ra M lớn R41 hả? Đúng rồi anh. À, ok. Rồi, vậy nếu là mình có C3H5 thì axit của chúng ta là C3H5COO đúng không? Đây 4C rồi, tổng cộng 5C, vậy đây chỉ pha là este của mình phải là CH3 chỗ này. Được chưa? Đó. Ok không? Rồi. Vậy đây là cái công thức. Được chưa? Bây giờ cái vấn đề là C3H5 này nè. C3H5 này mình phải viết công thức cấu tạo của nó ra. Các bạn không được nói cái gốc C3 có hai cách viết nha. Bởi vì este này không phải este no. Nó đơn đúng rồi nhưng không phải este no. Bởi vì K ở đây bằng 2. Có nghĩa là trong gốc C3H5 nó có một liên kết đôi chẳng. Được chưa? Nó có một liên kết đôi trong đó. Được không các bạn? Rồi như vậy ở đây chúng ta có gì? C nối đôi C COO CH3. Được chưa? Cách thứ nhất. Cách thứ hai,
C, nối đô mình di chuyển ha. Cách số 2. Cách số 3. Nhánh. Được chưa nè? Đó, như vậy chúng ta sẽ có ba cách viết. Được không? À quên, bên này là CH3 chứ. Được chưa các bạn? Cái gốc C3H5 đó mình sẽ có ba cách viết như thế này. Ha. Để mà viết được thì các bạn đầu tiên chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ viết mặt carbon trước, mình di chuyển cái nối đôi. Thì đối với lại C3 như thế này thì các bạn có thể có viết hai kiểu ha. Một kiểu là nó mạch thẳng như thế này, đúng chưa? Một kiểu là mạch nhánh như thế này. Đó, và sau đó thì anh mới điền nối đôi vào. Đúng không? Rồi xong. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái kỹ năng là mình viết được bằng phân nữa ha. Rồi xong 38 ha. Rồi nguyên một buổi sửa được có 3 câu. Nó kể đó, mình từ từ để các bạn ngẫm rồi các bạn làm từ từ, được không? À, được chưa các bạn? Ai thắc mắc gì nữa không nè? Rồi được rồi. Rồi, được ha. Các bạn ghi xong chưa? Đó thì cứ quan trọng ở chỗ này là mình phải phân tích được cái chỗ mà khối lượng dung dịch tăng lên những gì trơn á. Ha, đó là quan trọng chỗ đó. Ngoài mới vô. À, có chữ dư hả? Ủa anh lỡ không biết mình mới vô mình lấy mình chia cái tỷ lệ mol cái mình ra Fe2 chứ. Lỡ vậy thì chết rồi anh. Ừ thì chết rồi vậy là xu rồi, đúng không? Vậy là xu rồi, bay màu rồi. Tại vì dạ, ở đây anh nhìn, tức là các bạn phải nhạy một chút xíu. Anh hay nói các bạn là khi thấy chữ chất rắn mình phải chú ý, đúng không? Chất rắn phải có chất dư ha. Tại vì không phải lúc nào chất rắn có chất dư, nhưng mà thường mấy cái câu mà người ta gài, các bạn thấy chất rắn có khả năng có nào hắc dư. Anh thấy đây có chất rắn, vậy có thể dung dịch nào hắc này nào hắc người ta cho dư. Mà chỗ thế này 0.15, 0.3 coi chừng bị gài nha, cẩn thận ha. Đó, cho nên anh nhìn vô anh bóc ngay chỗ này trước. Tại tự nhiên người ta cho 165 gram để làm gì, đúng không? Đó là một cái dữ kiện rất là kỳ lạ. Ta cho 165 gram để làm gì? Để các bạn phân tích được chỗ phía trên này. Được chưa? Nên làm phần nâng cao thì nó cần phải, ví dụ công thức delta m dung dịch anh chỉ các bạn rồi, nhưng mà bạn phải biết sử dụng khi nào nữa. Nên là phần nâng cao phải như vậy. Ha, rồi ok, rồi các bạn cứ tranh thủ làm đi ha. Tại vì trong lớp các bạn bắt đầu học ST rồi, thì có thể nếu mà bạn nào chưa làm hết những cái phần bài tập ở trong này mà mình học nâng cao, thì các bạn tranh thủ bạn làm. Sau đó thì anh sẽ dành chắc là cỡ tuần sau nữa ha, tuần sau chắc một buổi thôi quá, để mà sửa mấy phần này ha. Rồi sau đó mình sẽ qua những cái dạng bài tập nâng cao rất là phức tạp nha các bạn. Rồi ok ha. Xong rồi, nếu mà không ai thắc mắc chúng ta nghỉ ha các bạn. Rồi bye. Xin chào. Rồi, bye.